Ê, gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm qua là thấy Út đi đám về mà tới bữa nay thấy còn hơi mệt mệt. Trưa nay là con suy nghĩ được một cái món ăn mà để cho làm cho Út khỏe lại nè. thấy rau im rồi. Dạ, bữa nay là Út thấy rau nhiều ha. Cả nhà bữa nay thì gia đình mình buổi chiều sẽ làm cái món là canh, cái này mình sẽ ăn dạng lẩu, lẩu rau đồng để nấu với thịt bằm. Bên đây là cái phần thịt bằm, tí xíu nữa mình sẽ nấu lẩu rau đồng. Mình có chuẩn bị thêm hai con cá lóc. Hai con cá lóc này thì mình sẽ kho tiêu. Đó, còn cái phần rau thì nó bữa nay cũng phong phú lắm ạ. Bên đây mình sẽ có là rau má này cả nhà. Cười cái rau đắng đất này cũng lâu rồi không thấy nè. Bữa nay Băng thấy cái Băng mua được một ít. Rau đắng đất là mùa này là bắt đầu mới có đó chứ bình thường là không có đâu. Cái rau đắng này nấu canh cái rô cũng ngon mà cái này nấu cháo á, cháo cá lóc cũng ngon lắm. Cái này là dành cho cháo cá lóc là đúng hơn. Ngoài hai loại rau này thì mình có thêm 1 2 3 4 loại nữa. Đó, nó sẽ có là rau dền này cả nhà. Bên đây sẽ có thêm mồng tơi. Rồi bông đó là bông bí. Và phần mướp, mướp này là món ruột của mình à, ăn nó sẽ rất là ngọt nước nè. Rồi Út nghĩ cái món này mà nấu với dạng lẩu mà nóng nóng mà ăn tới đâu nhúng tới đó húp thì mình có khỏe được không Út? Khỏe liền. Bữa nay là dạ. Hôm qua dính đạn quá trời rồi. Dạ. Mấy thằng cháu nó dí. Hôm qua thì ăn bún bò không có Út à, bữa nay thì làm món này để cho Út giải cảm đi. Anh Khải giải gì giờ ta? Hôm qua có ăn bún bò giải gì anh Khải? Giải độc. Giải độc mất gan đi. Mỡ quá, gan nó đóng mỡ. Thành ra là bữa nay tiết chế bà rội lại rồi. Chỉ nấu dạng thịt bằm cho ngọt nước thôi. Nè, con này ông Út làm gì nè, tước cái cây này giống như ấy gì đó. Bỏ uổng, tước giống như... Tước mình chơi kia. Giống như bông bí gì đó. Bỏ uổng lắm, rồi tước ra ăn nghiêm lắm, bù bù đã lắm. Tước thôi. Đó, thấy không? Bỏ uổng lắm. Cái món mà lẩu rau đồng này á, hiện tại thì những cái quán cơm phần mà quốc lộ á, bán rất là nhiều. Ví dụ như người ta sẽ có bao gồm lẩu mắm nè anh Khải, lẩu chua, hai cái loại lẩu đó thì hình như là được ăn nhiều. Phổ biến rồi đó. Dạ. Còn cái lẩu rau đồng này mà em thấy thì riêng em thì em cũng ít ăn nhưng mà thấy nó cũng hấp dẫn lắm ở các quán. Cái lẩu mà rau đồng này á, dạ. Ít có cái quán nào làm lắm tại vì nó cũng hơi công phu là phải nhiều rau mà phải rau đồng như đắng đất nè, dạ. Mướp đồ này nọ nè mà phải mà được cá đồng nữa thì ngon nhưng mà giờ mình kiếm cá đồng thì cũng hơi khó lắm, dạ. Cá đồng bây giờ mình cũng hơi ít cho cái nên này là làm nó cũng hơi công phu lắm cho nên một số quán thì ít quán nào có, dạ. Thường thì người ta chuẩn bị hai loại đặc trưng nữa là lẩu mắm và lẩu chua. Lẩu mắm và lẩu chua đúng rồi, dạ. Này thì ăn thì tối ngủ khổ đồ nón. Mệt lắm. Đại gia đình mình ăn có nhìn nè. Có hai cá. Cả nhà nhìn có hai con cá. Mà rau coi kìa. 3 4 gỗ. Nghe, còn thịt bằm của tôi nữa nè. Thịt bằm thì nấu canh. À. Coi rau coi kìa nhóc lửa nha. Một hơi là em phải kho cá, kho tiêu mà dạng kho quẹt quẹt sệt cho nhiều nhiều cái chất kẹo kẹo á để mà hết cá còn quẹt quẹt ăn được nha. Bây giờ em sẽ úp cá nha. Đây phần nước màu em mới thắng nè. Em có dặn một tí muối rồi để cho nó cứng con cá. Rồi, xíu đường. Bữa nay Băng sẽ nấu cơm phần lẩu cơm và phần lẩu. Món cá kho tiêu. Một phần như vậy là ăn dạng lẩu thì sẽ có giá 35.000 bằng với quán lẩu ở kênh Về Miền Tây bán. Nấu này lời nè. Lời hơn cái lẩu mắm mình ăn ha. Lời hơn. Canh rau này là hơn. Mà nó chay chứ cái này bán 30.000 được rồi. 20 được hả? Ừ, như ở quán 30 được rồi, tại canh rau mà. Còn mình đó là mình bán 25.000 thôi. Hôm nay coi bộ hơi bị hiếm cá lóc. Nhưng mà nhà mình ăn nhiêu đây là ăn cho hết luôn. Chứ lần ăn lần nọ thì cũng dư đó. Nấu nhiều quá ăn nó bị dư. Cá mình kho lên mình ăn hết đó, nó ngon. Chứ để hâm lại là nó bị cứng. Thịt hâm lại thì nó ngon nha. Mà cá hâm lại không ngon. Thịt mà kho rượu kìa. Em hâm lại nó cũng mới ngon. Còn, càng ngon. Còn thịt kho tiêu thì mình hâm nó cũng cứng như cá. Loại cá mấy cái loại cá mà mình kho tiêu gì nè. Cá chỉ có cá ngừ kho thôi. Là nhiều lửa nó ngon thôi. Cá biển. Chứ cá đồng mình là nhiều lửa nó không có ngon. Con cá ngừ mình kho chừng nào nó dẻ hung chừng nấy ăn nó mới đã đó.
cái gạo đắng đất này bây giờ lâu lắm rồi mới thấy lại đó, năm thấy được có một mùa đó. Cái này chắc có bỏ phân đó mẹ, con nghĩ hồi xưa, ngày xưa ngày xưa là con nghĩ nó, con thấy nó nhỏ hơn cái này. Nhỏ nó đó. Dạ. Nhỏ. Thôi là hai nữa là rất tốt. Dạ. Mà người ta trồng cũng tưới lắm đi mới vậy đó. Thôi con nghĩ cái này một là tưới nhiều, hai là có tưới phân rồi nó mới được mơ mởn gì nè. Trắng gì nè. Dạ, thôi nó dạ. Xanh đậm á. Xanh đậm ăn một cái nó đắng đã lắm. Không, nhà mình mua lần một quang đó. Con, dạ. Con lá nhỏ xíu mà nó mới xanh đậm rồi rồi đó. Mình không chăm sóc không bỏ phân. Dạ. Con nghĩ cái này con nghĩ là chắc người ta trồng quá. Trồng. Nhìn cái màu nó xanh mơn mởn mà. Chứ mình bẻ mốt vòng vòng vườn nó không có được mơn mởn gì đâu. Này có rễ rễ này mình trồng được không ta? Không được coi. Được rồi, này người ta tiễn người ta cắt phần trên đó. Không mà cái loại này dễ sống lắm ơi. Tại vì mình không có mình thấy vậy đó, chứ mà nó mà lên được cái nó lên nhóc hết trơn. Cái món rau đắng đất này ăn chung với cháo cá đó, Út ăn có ăn chưa? Có. Nhắc hoài cũng làm thèm không, đó không chứ. Không ăn trước ăn cháo cá mà ăn rau đắng kia chứ không có ăn đắng, đắng biển không? Không này đầu tiên biết ăn nè. Dạ. Hồi nhỏ ta thấy nhưng mà đâu có ăn. Thì bây giờ buổi sáng mình đi ăn cháo lòng rồi cũng có rau đắng mà rau đắng biển. Còn cái rau đắng đất này ít lắm, chỉ có ở vùng quê mình cái sử dụng để nấu cháo cá rồi ở dưới quê mình ăn thôi, còn ở tiệm bán ít lắm. Dạ, tiệm bán cháo ít có loại rau đắng này lắm. Cái món rau đắng đất này thường thường nấu canh với cá rô hả mẹ? Có trong bài hát luôn Út, chợt thèm rau đắng nấu canh đó. Rau đắng này là rau đắng là đúng đâu, rồi. Cái bài hát của người ta là rau đắng này. Thì anh mới nói nè, chợt thèm rau đắng nấu canh là rau đắng này nè. Hát đó là bài hát rau đắng này đó. Cái gì à, thương rau đắng một sau hè gì gì đó. Rau đắng sau hè là rau đắng kia. Có, bài kia. Rau đắng này đó, rau đắng đất rồi đó. Dạ. Mọc bên hông mình đó. Nhà mình đó. Út cần thiết không con ca nguyên bài giúp nghe luôn á. Biết mà cái rồi đó. Anh muốn hát mà vậy. Không ai chứ bộ mà đâu con hát Út nghe cái quê nghỉ hát luôn. Ê, bữa nào á mình cũng anh Khải nè, anh Tiến rồi bữa nào mình về Đông Đông á mình nấu món gì mình đem đi bán ở xóm mình thử anh Khải. Để, chơi ông không thiệt chứ bộ. Bây giờ mình mà mình ăn ở nhà cái bắt đầu ở xóm mình ở vòng trong ấp trong xã mình cũng có coi video cũng thấy mình nấu ăn vậy đó. Mà mình tự khi mình khen ở trong video không á thì cũng không được. Hay gì để bữa nào em lựa chọn một cái menu một loại ví dụ như bún cháo hủ tiếu gì đó. Mấy anh em mình để bảng trước vào ngày thứ hai ở nhà hàng một số quê hương có bán món đó. Là ngay cái bữa mình rảnh đó. Đó, xong cái mình rủ nhau mình bán ở chỗ đầu cầu. Đầu bếp gung mà nghe nói cái gung mà kìa. Đó vậy ta. Đầu bếp sợ lỗ tại đầu bếp nêm đậm vậy. Sợ lỗ. Em á thì em tính làm món bán món cái món mà trên kênh một phóng quê hương mà được nhiều người xem nhất á. Cháo lòng. Hả? Cháo lòng. Không, cháo lòng là kế bên, món bánh canh. Canh hả? Là anh là người ép đó. Ép ăn cái ép bán cái trọng khu thiệt quá người. Anh Khải mới gung kìa, nghe gung luôn. Cái bọn đó có bao nhiêu tiền. Em không chơi luôn, chơi không gung. Cũng lâu quá không có xem lại video kênh nhà. Hình như là em nhớ cái không biết đúng không nữa. Cái món bánh canh là được cô chú anh chị xem nhiều nhất thì phải. Rồi bây giờ em sẽ xào thịt để nấu canh. Thơm này em sẽ cho thịt vô em xào. Em xào hơi hơi vậy nè, không xào mạnh tay để cho nó thành cục, có thành cục một tí. Rồi em hơi mình bỏ nước vô á, cái nó cũng giả ra từ từ nữa. Cái phần thịt này nãy em có nêm vô miếng tiêu, miếng hạt nêm, miếng đường, miếng bột ngọt. Cho nó đậm đà. Thơm rồi, quá trời thơm. Bắt khói. Rồi, em cho nước cho em nấu. Rồi, cho
phải cho thêm nước rồi. Hơi yếu. Cái khứa cám nó bung lên nhìn ngon ha. Này có ăn tô nước cơm là ăn cơm là đúng bại luôn. Trái xoài hoặc trái dưa hấu ha. Đúng kiểu miền Tây ông ba của mình ngày xưa luôn. À, cá kho, có thêm trái xoài chín nè. Tôi thấy bữa cơm thấy nó đầy đủ. Bữa cơm hôm nay có thể mình gọi là cơm lẩu rau đồng cá kho tiêu. Tròn bộ. Tại nhiên mà mùa này mà còn cua đồng á, có cua đồng á. Nói gì nữa, nấu cái canh cua đó. Cua đồng này ngon lắm. Nói đúng điệu nữa dữ nữa. À, mùa này hết cua đồng rồi. Rồi, anh cho phần nước ấm vô. Bằng nó chín rồi em cho thêm phần mướp nè. Để vô cho nó ngọt nước ha. Bỏ trước một ít cho nó ngọt nước rồi bây giờ em sẽ nêm luôn. Thì hồi nãy trong cái thịt bằm nó cũng em cũng có nêm một ít gia vị rồi. Bây giờ em sẽ cho thêm một ít nữa. Chuẩn bị công phần nghe bếp. Chuẩn bị công phần nha. Rồi, gia đình mình mời cả nhà ăn cơm chiều. Rồi, mời cả nhà ăn cơm chiều. Mời cả nhà ăn cơm chiều nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Rồi, em sẽ bỏ rau vô nha. Quá xôi rồi mọi người ơi. Quá, dẫm rồi, nó sống. Rồi, bỏ mỗi thứ một ít. Chưa nó ra, ừ, nó không ra. Nó sức, nó sức. Cái này là mình chỉ bữa nay không có nhúng cá, cho nên mình bỏ rau nhiều nhiều. Không sợ nó rã ra hả? Nhưng không sợ không đủ độ. Đây cái rau đắng thì rau em bỏ riêng một bên nha. Rồi nó vừa giọt là mọi người ai ăn được thì gấp ra. Dạ vậy ăn được đó. Ừ, vậy ăn được rồi đó. Thử đắng ăn không? Giữ hai nó đắng không? Nó đắng sợ hơn đây à. Dạ thành ra là mọi người gấp ra liền đi. Út với cha thử trước nè. Anh Khải không dám ăn nè. Không ăn được. Dạ anh Khải không dám ăn sợ đắng nhiều phải không? Anh cho ăn hoài. Đắng hơn kia vụ kia 7 này 10 á. Vậy Hút? Đắng nữa. Mà đã. Mà ăn được không Út? Im. Dạ mát. Mát. Cái hậu nó ngọt, cái hậu nó ngọt thì đó. Dạ. Rau đắng giả tật. Người ta thuốc đắng giả tật cho mình. Rau đắng giả tật. Không đắng quá đâu anh. Đắng quá đâu. Nhỏ nhỏ im lắm. Cái hậu đắng là mình vừa. Vừa đừng thả ai hơi nó xanh lè. Nó nồi lẩu của mình nè. Rau không luôn cả nhà ơi. Mướp nó ngọt một cá. Mướp là rau của anh Hải rồi. Cá kho. Tô cá kho nhìn cũng hấp dẫn luôn. Dẫn ha. Gấp nhiều em cái hạt nha. Cái đắng ngon thiệt. Nhúng vô cháo ăn chắc ngon ta. Trong dạ. Cá đắng này ngon á. Để dành để ăn cháo cá lóc được. Có một lần nữa. Vậy là chị Ly ăn được mà anh Khải không dám ăn ha. Chị giống cha thích ăn rau đắng ngủ qua rồi cha. Em biết khó. Mùa này mua rau đắng này cũng hay á chứ. Dạ, thường mùa này ít lắm. Bắt đầu à, qua Tết là có nhiều. Hồi xưa gặp cái cám á. Biết nhiều. Ngọc rượu qua. Mịt thứ nè, mịt thứ xanh vàng đắt với rau cốc.
Dạ. Có cái gan mà dòm giống qua rau rau lưu phụng á bạn. Dòng mình đây giờ đâu có anh ơi ha. Còn đó. Hai thứ đó là mọc sinh dần đó cái dần á. Nó khi nào hồi nào đâu tháng, tháng nào mà khúc thai mình cũng có vậy. Nó nấu ngon như vậy. Không ngon. Cái gan gần nó nấu giòn. Bây giờ đem nó chồng của em giúp anh. Gà rất là chất nhiều. Lượng không? Còn một kêu một đống luôn kìa. Thì nó này đúng là kêu là một đống luôn á. Quá đây mình nói là trời gà ăn đi một đống nha. Cái này chất lượng luôn nè thấy không? Ngọc trầm thị thượng của cha nè. Múc một cái là cái này là ngọc loại nhất đó. Nó chứ mọi dính người múc phải dứt dớt lên vậy mới dính. Mới dính ngọc. Ăn nóng được dứt dứt ba cái múc này nó dính răng á. Đây con dứt múc cho mẹ. Múc nó nóng dữ lắm. Nóng. Cha là sợ mẹ ăn nóng không được nên dứt ra sẵn. Múc nóng ra. Múc mình muốn ăn mình phải gấp ra trước. Còn nóng dài lắm. Nóng dài lắm. Với ăn vịt nấu chao đồ mà khoai môn. Nóng chạy tới đâu biết tới đó luôn á. Biết càng dừa luôn ha. Dạ. Lỡ nuốt là đi tới đâu là biết tới đó. Ít ăn nóng. Út chưa mới thấy cái nồi canh không là thấy Út tươi gối lại liền rồi. Chưa kịp ăn nữa. Tỉnh Út. Tỉnh luôn. Tỉnh rượu, tỉnh rượu. Lúc em đi chợ đó là em nhớ là Út đi đám còn mệt mệt. Thành ra là em lên menu cái món này để cho Út giải cảm. Này cơm phần bao non ha. Không có chiều chiều mà ăn cơm vậy nó ngon. Dạ. Đổ mồ hôi. Bởi nãy các em đặt vấn đề là đi bán cho người ta mà nấu kiểu này lỗ chết luôn á. Anh ăn cơm phần có nhúm thịt chút xíu vậy bỏ mặt vậy thôi bỏ lên mặt tí xíu anh coi. Heo vừa dập gì ăn nó ngon ha. Út bún múc ở dưới cho dính thịt nhé. Rồi có mẹ với cha trang thì quậy ở dưới lên thịt bằng này trời lạnh lạnh đó. Ê, cái này hình như nó có cái muốn có cái trái luôn nè. Dạ. Cái trái á. Nó chắc chắc cái lần hai rồi. Bằng Tết nay mua 30 Tết mua rau này giữ chữ nha, để mùng 2 ngọt, mùng 2 mùng 3 chín đạn là. Hay đó chứ hả? Không thấy tính ngon á. Dạ. Nhà mình thì dự trữ một là dự trữ rượu, hai trường. Là dự trữ rau. Mùng 2 hôm nay. Bán rượu. Dự trữ rau chắc ăn rồi đó. Đó không bán chứ giờ. Bây giờ người dân mùng 1 con thấy cũng có một số cô chú bán luôn á ở chợ á. Ta 30 sáng một chút. Dạ, đúng rồi, mùng 1 bán buổi sáng. Mà hôm nay có bán luôn hả? Bán luôn, bán buổi sáng. Ký được hàng bán. Dạ. Thường thường ngày đó Út biết cái gì nhiều, có cá lóc không? Cá lóc thường thường ngày đó chắc ít có cá lóc đồng. Cá lóc nuôi nhiều. Nãy cá sế nè con ơi. Có nè. Mấy ngày đó chắc không ai đi. Này nó ngon một phần đó là mình nhờ nhúng vừa tới muốn ăn chín cũng được, muốn ăn vừa tới cũng được, muốn ăn sống sống cũng được, nó ngon chỗ đó đó. Ăn thì sẽ thích mọi người nha, sẽ thích. Còn trong cái tô thì chín quá gục cũng ngon. Mẹ ơi, trời chảy mồ hôi. Húp chén đó là giải cỡ nửa lít đó. Nói là uống húp chén đó vô uống thêm được nửa lít nữa đó. Sau lưng có luôn. Thấy à. Trời trời một thó quê hương lúc nào cũng thủ sẵn. Luôn chào đón quý khách. Rồi sao đưa rượu mà cái mặt ngoắt coi chỗ khác. Không dám nhìn luôn húp. Khi mà chạy mà không dám quay lại luôn á. Giờ uống chừng hai chết liền á. Giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe. Giờ có canh rồi, khỏe rồi. Ăn luôn cái phần bí được hả chị? Cái bông bí mà có cái trái á. Dạ. Ăn vô giòn lắm. Dạ. Ngọt. Vậy là nó như là bí non. Cũng như mình ăn dưa nụ vậy. Làm ngọt. Như nó biến. Dạ, dạ, biến thể hả mẹ? Con không biết kêu sao mẹ nó biến biến con biến thể luôn. Thì đúng rồi, đột biến tới cái bằng thường nó lên, phải đâu, nó lên trái nó lên theo cái bông này nó lên theo cái nách lá thì chín rồi mẹ ơi. Dạ. Mà hai cái nó gần nhau quá thì người ta bỏ nó hay bỏ chín đâu đó để lâu lâu tí à. Dặn nó chưa ấy không? Ấy cho nó quái luôn à. Quái tai. Trời ơi hai đủ rau. Ơi. Bên đây nè cả nhà. Bằng nhiêu rau hết sạch. Dạ.
cái này Út đi mấy cái đám ngon mà không hết rau luôn anh. Mua con bó 5.000, 10.000 mà nhiều loại đây cái ra bao nhiêu đó. Nhiều loại không lẽ mua sao? Dạ, bao nhiêu bó? Ít nhất có 5.000 chứ ai mua 2 bó. Bó 5.000 thì mình mua một bó mà ra nhiều loại quá chừng. Ủa, rau đắng đó chị Ly. Con bỏ ở đây đi ha. Cá kho bữa nay đầu bếp làm hồi nãy giờ anh Khải có thưởng thức chưa hay là hấp canh không vậy? Gần hết khứa rồi đó. Dạ. Êm hả anh Khải? Êm lắm. Rồi cái này mà nó còn chút xíu nó chan vô mới đã nè, nước nước luôn nè. Dạ. Tính anh Khải nói cái này mà có thêm cục ba rọi kho vô chung thì đã luôn á. Không, cái này phải có tép mỡ á. Tép mỡ. Dạ, đúng rồi. Tép mỡ. Bữa nay cũng do là gấp quá, em cũng có nói với đầu bếp nhưng mà không có làm kịp, thắng tép mỡ đâu có thời gian thắng ha. Dạ. Lại tí xíu nữa em chạy đi gạch giá nữa. Ra đi hả? Dạ, chút nữa ăn dạ, cơm, ăn cơm xong rồi con đi. Món này phải nãy buổi sáng nhà mình làm liu riu đi, cái sáng cái chiều làm giải cảm xong mình đi gạch giá là vừa. Rồi hồi sáng mà liu riu, hồi sáng là Út là chạy queo rồi liu riu gì nữa mà liu riu. Nãy đi chợ mà phải điện Út rồi chiều nay ăn cơm nổi Út. Nghe Út nói đi hết tóc. Thấy sống lại ha, thấy hết tóc là thấy đẹp trai lên liền. Cái nhà có thấy hôm nay Út đẹp trai không? Anh bái chặt. Cái dao đắng đất ăn thì nó đắng từ từ, ngộ lắm. Không có giống dao đắng kia. Mình nhai càng từ từ, nó đắng từ từ vậy đó. Mà xong xuôi là đắng hơn quả thịt nó ngọt. Em đây. Em miếng nước đi. Nó vừa đắng tới mình tống giam mới rồi. Tống giam. Nó đắng ăn dội luôn á nha. Nó không có. Cái này bình thường đâu. Cái này lá nó xanh dần vậy. Mỏng. Non. Đắng đất mà nhìn đậm á là rồi. Xanh dần đó. Đậm giống con không cái trứng nhà mình đó mọc á. Trời lá nhỏ nhỏ nó rồi đó. Vô là quéo. Ăn cái món này là không phải cái món hao cơm mà người ta kêu bằng ăn cái món này món hao rau nè. Nấu canh là ăn không hết đâu. Thiệt nấu canh ăn không giờ hết. Dạ, đúng mà rồi. Ăn vậy nè hết nè. Ăn vậy nè ăn được nhiều. Ừ. Hết thì mới sợ rồi. Nhiều chứ không hết đâu, gạo nổi cuốn bằng quá trời. Tới đai rủ. Ăn nhiều hơn bình thường nha, ăn nhiều hơn bình thường thôi. Hết thì mới sợ. Đâu biết mua nhiều quá giờ thành ra phải bỏ liên tục ra cho mọi người ăn nhiều nhiều tiếp chứ bây giờ còn nhiều đâu quá mà.